Vâng, chào các bác nha. Thì sau đây em giới thiệu các bác một con âm equalizer để các bác nghe nhạc và phối ghép trưng bày. Các bác nào đang có sử dụng con Marantz mà BM 94 Limited cho các bác, cần một con equal hay thì các bác liên hệ liền cho em. Đây là con equal 580V. Các bác hàng bãi về mới vàng vàng ươm luôn nha. Các bác nhìn cái logo này, sáng tròn mà vàng 24K, còn rất sáng. Mé là mé chắc cái hàng bãi về nên là cái độ đẹp của sản phẩm này các bác. Đấy. Mỗi vé là 2, 4, 6, 8, 10, 10 cặp đèn nước chính giữa. Con 580 này rất nổi tiếng về âm sắc của hãng Marantz rồi nha các bác. Và giá nó cũng rất là bình ổn, rất tầm tiền. Giá em đang giao các bác là 6 triệu 500 nghìn nha. Đặc trưng con này nó có hai mèo nha, một mèo đen và một mèo vàng gold như trước mắt các bác đang thấy. Phối ghép hầu hết các dòng âm ly như là Receiver và những dòng âm ly mặt trắng mặt vàng của đời nông hoặc là Marantz, thì nó phối ghép rất là dễ bởi vì nó thiết kế rất là đẹp các bác, không quá to cũng không quá nhỏ, gọn gàng sang trọng, rất là mới nha các bác. Hàng mạng về các bác thấy độ đẹp nha, tem cờ là còn nguyên nha các bác. Đấy, cái tem seri này đấy, 0037 và cái tem này nó còn nguyên luôn. Điện 100V nhé, hàng da băng nha, hàng nội địa da băng. Giá 6 triệu 500 nghìn nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Bác nào lấy thì alo cho em Chiến qua hai số điện thoại 0978338314 nha. Em về được một con Marantz Equal 580V để các bác nghe nhạc. Thì Equal nó hiện là hệ thống năng tiếng của cho giải bass mic chép để các bác can thiệp vào sâu vào âm thanh đó. Đây là volume này. Đấy. Tăng cường âm thanh. Nhưng bài nhạc mà thiếu bass thiếu chép thì các bác có thể sử dụng em này, có thể nâng lên nha. Nó hay ở điểm đó. Và nghe nhạc mạng, nhạc online thì phải cần có Equal nha các bác, để nó nâng những cái giải âm thanh mà chúng ta chưa cảm thấy còn thiếu ấy. 6 triệu rưỡi nha các bác, chuyển khoản đủ là còn 6 triệu tư. Chuyển khoản thì em bớt 100%, còn cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên là em ship hàng nha. Marantz Equal 580 giá 6 triệu 500 nghìn.